Triều Tiên vừa đưa ra phản hồi đối với đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol về việc sẵn sàng cung cấp viện trợ kinh tế để đổi lấy giải trừ hạt nhân. Đề xuất tham vọng này được ông lên ý tưởng ngay khi nhậm chức và được ông nhắc lại nhân dịp đánh dấu 100 ngày đầu nhiệm kỳ của mình. Theo đề xuất, Hàn Quốc sẽ viện trợ kinh tế cho Triều Tiên theo từng giai đoạn nếu Bình Nhưỡng chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân và bắt đầu phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, đề xuất của Hàn Quốc không được phía Triều Tiên đón nhận. Quan chức cấp cao Triều Tiên Kim yo jong Đồng thời là em gái của nhà lãnh đạo Kim Trương Ưn cho biết, nước này sẽ không thỏa hiệp với sáng kiến táo bạo về chương trình hạt nhân Triều Tiên từ phía Hàn Quốc. Bà cũng nhấn mạnh chiến lược hạt nhân là cốt lõi của Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã đưa ra phản ứng trước đề xuất của Hàn Quốc với Triều Tiên. Cụ thể, Mỹ nhận thấy sự cần thiết của việc thực hiện các bước tăng dần với Triều Tiên để phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Phía Mỹ cũng cho rằng những biện pháp thiết thực có thể thực hiện để thúc đẩy mục tiêu chung về Triều Tiên, trong đó Hàn Quốc, Nhật Bản cần thúc đẩy hợp tác trong vấn đề này.